Xin chào, mình là Ngọc Hoa. Rất vui vì được là giọng đọc chính thay anh Tuấn Cơm trong những clip ngắn về AutoChat. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những combo rất hay của anh Tuấn Cơm khi kết hợp giữa hai quân cờ ảnh phẫn nộ và con thỏ. Combo này được ứng dụng trong việc khống chế, bắt cứng co của tướng địch với thời gian khống chế cực kỳ lâu, giúp các bạn lấy lợi thế trong giao đấu. Khi quan trọng để thực hiện combo này là các bạn phải có giao dịch chuyển ghép cho thỏ và ảnh phẫn nộ xếp cạnh thỏ. Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Vừa rồi anh em đã xem một cái đoạn video clip qua giọng đọc của Ngọc Hoa. Xin giới thiệu với anh em, bạn Ngọc Hoa là biên tập viên ở trên kênh Game Today, phụ trách cái mảng sản xuất video clip ngắn mà sắp tới đây là tôi bắt đầu phát triển ở trên kênh. Cái ý tưởng để tôi phát triển nội dung ở trong những clip ngắn nhằm mục đích đưa những cái kiến thức tổng hợp, những cái kiến thức chúng ta sẽ không thể tập trung được ở những cái clip dài, thì tôi sẽ tổng hợp lại và tôi sẽ cô đọng ở những cái clip ngắn để làm thành những cái nội dung ở trong video ngắn phục vụ anh em. Đấy cũng là nhu cầu chung của tất cả các anh em ở trên kênh. Có rất nhiều những cái câu hỏi nhưng mà thực ra thì chúng ta sẽ không thể nào có thể tổng hợp được hết. Vì vậy ở trong những clip ngắn, cái nội dung của nó sẽ xoay quanh những cái vấn đề nó liên quan đến cái việc xếp đội hình, những cái combo kết hợp của những cái con tướng với nhau, và có thể là tổng hợp, tóm tắt cái sức mạnh của đội hình, giới thiệu những con tướng mới, giới thiệu những cái skill của từng cái con tướng, hoặc đơn giản nó là những cái tip ở trong game mà tôi đã đúc kết được trong cái quá trình mà tôi chơi, sau đó tôi tổng hợp lại và tôi truyền đạt lại cho anh em trong những cái video ngắn nha anh em nhé. Và vừa rồi nó là những cái chia sẻ của tôi về những cái dự định ở trong tương lai, việc sản xuất video ngắn đến với các anh em. Tôi rất là hy vọng các anh em sẽ ủng hộ tôi bằng việc là những cái ngày đầu tiên anh em có thể vào anh em xem những cái video clip ngắn, và anh em hãy dành tặng cho tôi những cái like để nó tăng tương tác cho những cái video clip ngắn của tôi lên nha anh em nhé. Bởi vì là thực ra ấy, là cũng phải chia sẻ thật với anh em là như thế này. Cái video clip ngắn ấy ở trên cái mảng YouTube ấy, nó là một cái mảng khác so với cái mảng sản xuất video clip dài. Chính vì thế khi mà tôi up những cái clip lên trên cái phần nó gọi là short video ấy, ở trên video clip YouTube ấy, là nó sẽ không có được cái đề xuất giống như là ở trong những cái video clip dài mà tôi up lên anh em nhá. Đấy là tôi cần các anh em là có một sự giúp đỡ đến từ phía các anh em. Anh em có thể vào anh em like, anh em xem, hoặc là anh em comment để tăng tương tác cho những cái video short video của tôi. Đấy, để một thời gian nữa khi mà YouTube có lên đề xuất thì là lúc đấy là những cái video của tôi nó sẽ có đông người xem, và như thế tôi sẽ có động lực để sản xuất những cái video clip ngắn anh em nhá. Còn về nội dung của các video clip ngắn thì tôi đảm bảo với anh em luôn là nội dung thì nó cực kỳ là hay và hấp dẫn. Đấy, nó sẽ giúp cho anh em có những cái mẹo, những cái tip, giúp cho anh em có những cái lợi thế hơn những cái người chơi ở cùng mức rank. Đồng thời thì anh em cũng sẽ được nghe cái giọng đọc rất là hay và truyền cảm của bạn Ngọc Hoa. Và bạn Ngọc Hoa hiện đang là biên tập viên của báo Pháp Luật và Đời Sống. Và cũng xin được tiết lộ với anh em là bạn Ngọc Hoa giờ hiện tại là cũng chưa có người yêu nha anh em. Dạ man. Được rồi, và đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Hải Đăng, anh em Nghĩa Phan, anh em Tới Huỳnh và anh em Thiên Bảo Ngô. Cảm ơn các anh em đã gửi cho tôi những cái phần quà donate qua hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Cùng với đó tôi cũng xin được cảm ơn các anh em Lại Hoàng, anh em Quang Minh Trần, anh em Văn La, anh em Quang Trần và anh em Hải Biếu. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Một lần nữa xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất với cái sự biết ơn và vô cùng trân trọng những cái món quà mà anh em dành tặng cho tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Và trong cái clip ngày hôm nay nó cũng là một cái clip đặc biệt, clip mà tôi dành tặng riêng cho anh em Vũ Trọng Hay nhân cái ngày sinh nhật của anh em Vũ Trọng Hay. Thực ra ngày sinh nhật của anh em Vũ Trọng Hay là ngày 23 tháng 10, tức là đến nay nó đã quá 2 tuần rồi. Thì tôi cũng phải lấy làm xin lỗi anh em, bởi vì là cái sinh nhật của anh em thì nó gần với cái ngày mà vợ tôi sinh. Đấy, cũng có rất nhiều công việc và chuẩn bị. Chính vì thế là bây giờ tôi mới có cơ hội để làm cái clip chúc mừng sinh nhật anh em. Đấy, thì mong là rằng anh em Vũ Trọng Hai sẽ thông cảm cho tôi nhá. Và tôi xin được chúc mừng sinh nhật muộn của anh em Vũ Trọng Hai. Chúc anh em sang tuổi mới làm ăn ngày một phát đạt, gia đình êm ấm hạnh phúc, con cái thì ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ. Đấy anh em thấy không? Tất cả những cái gì mà sung sướng nhất ở trên cuộc đời này thì tôi đã chúc anh em hết rồi. Rồi.
Thì nhân ngày sinh nhật của anh em Vũ Trọng Hay thì anh em Vũ Trọng Hay có mong muốn là tôi sẽ chơi một cái line up mà có cái con Fallen Witcher hoặc là cái con Shutdown Evil làm co và đưa nó lên 3 sao. Đấy. Ok. Thực ra thì khi mà tôi đọc cái comment của anh em Vũ Trọng Hay ấy, khi mà tôi đọc cái comment và tôi chỉ cần là nghe thấy anh em nói đến cái việc là có con Fallen Witcher kết hợp với cả một con Shutdown Evil ấy, là tôi nghĩ ngay đến một cái bộ huyền thoại. Chắc là anh em ở đây em cũng đoán ra hết. Đấy, chính là cái bộ Tứ Cự Ma. Trước đây là cũng có một anh em, tôi không nhớ là anh em nào, nhưng mà có một anh em là cũng yêu cầu tôi chơi một cái line up, là line up mà nó có cái con phô lần này nhưng mà nó kết hợp với cái bộ 4 Witcher và 6 Glacier cơ. Và thực sự là cái bộ đấy nó rất khó chơi và nó rất khó xây dựng. Đấy, hôm nay nhân cái tiện là anh em Vũ Trọng Hay có yêu cầu tôi, đấy, mong muốn là tôi sẽ tặng anh em trong ngày sinh nhật anh em chơi một cái bộ line up mà con phô lần hoặc là con Shutdown Evil nó làm co 3 sao, thì tôi sẽ chơi lại cái bộ mà hôm trước tôi chơi, nhưng mà tôi sẽ chơi lại ở trong cái trận đấu này theo một cái chuẩn của cái sách giáo khoa nha anh em nhá. Là chúng ta chỉ chơi 4 Glacier thôi và chúng ta sẽ roll ở level 8 thay vì cái việc là chúng ta sẽ phải up lên 11 để chúng ta kẹp vào đủ bộ. Đấy. Cái bộ 6 Glacier ấy kết hợp với cả 4 Witcher thì tôi phải nói thật với anh em là nó rất khó chơi. Khi mà chúng ta phải kiếm sách để chúng ta lên 11. Sau đó thì đủ 11 ấy, thì chúng ta mới có một cái con, chúng ta mới kẹp thêm được cái con chúa quỷ vào để nó phát huy cái sức mạnh tối thượng của cái bộ đấy. Đấy, chứ còn nếu mà bình thường, nếu mà 6 Glacier kết hợp với cả 4 Witcher không ấy thì rất là dễ toang. Khi mà gặp những cái line up, tôi lấy ví dụ như là line up đơn giản thôi, nó chỉ là line up beat hoặc là line up 9 warrior là cũng thấy là nó rất là yếu rồi. Đấy, rất khó để chơi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chơi ấy, chúng ta chỉ bỏ đi hai con Glacier thôi. Đấy, là chúng ta sẽ kẹp được vào là một con chúa quỷ. Đấy, và một con Shutdown Evil ở level 10 là chúng ta có thể đủ bộ rồi. Và chúng ta chỉ chơi 4 Glacier. Tức là nếu mà nói chính xác thì nó sẽ là cái bộ Tứ Cự Ma đấy anh em. Tứ Cự Ma. Và hôm nay tôi sẽ một lần tôi thử hồi sinh lại bộ này anh em nhá. Để xem nó như nào. Đấy. Bây giờ anh em nhận thấy là tôi có hai con gấu. Nhưng mà hai con gấu này thì trong cái trận đấu này đóng vai trò nó là câu tiền thôi. Tôi thì anh em cũng biết là cái arc này của tôi chơi gấu nhiều lắm, trận nào tôi cũng câu gấu ra. Đấy, nhưng mà có dùng hay không thôi. Đấy, có những cái trận đấu mà tôi không thích chơi tôi không dùng. Có những cái trận đấu mà tự nhiên nó lại ra một cặp gấu mết hay là một cặp gấu assassin, một cặp gấu đá thì chắc chắn là tôi sẽ dùng. Đấy, khi mà nó có một cặp. Còn khi mà nó chỉ có một con ấy thì tôi cũng sẽ bán sớm thôi anh em ạ. Bán sớm kiếm tiền, một con là 3 đồng. Đấy, một con là 3 tiền rồi. Phải bao nhiêu cái round anh em mới lấy được cái lợi tức 3 đồng? Anh em phải có 30 tiền anh em mới lấy được cái lợi tức 3 đồng anh em nhá. Đấy, mà khi mà anh em lém gấu vào ấy, anh em sẽ có được một cái lợi tức rất lớn. Đấy, tức là tiền là không thiếu nhá. Tiền là không bao giờ. Ui, anh em vừa nhìn thấy gì không? Vừa nhìn thấy con Tuka nó cứ nhảy disco nhưng mà nó không đập được. Đây rồi, hay quá. Có vẻ như tôi đã đang chọn đúng cái nền văn minh rồi đấy anh em ạ. 4 Glacier rồi đây. 4 Glacier, nhưng mà bây giờ bỏ gấu à? Cái giai đoạn này nếu mà chúng ta cho 4 Glacier vào, chúng ta kẹp thêm Witcher vào. Ok. Như này thì rõ ràng là mạnh hơn đấy. Đấy, nhưng mà tôi câu gấu đi có được không? Thôi anh em ạ, bán đi. Không câu gấu đâu. Đánh là tôi nói rồi, ưu tiên máu với cả chuỗi thắng. Ưu tiên máu với chuỗi thắng anh em ạ. Bây giờ cứ cho 4 Glacier vào, tốc đánh là cộng 50% cho Fallen Witcher rồi, cực kỳ mạnh. Cái bộ này mà kẹp với Fallen Witcher đầu game là nó cũng khỏe lắm đấy nhá, nó cũng không yếu đâu. Đấy, nó chơi được. Thì thôi, chúng ta đánh luôn. Ok. Ui, nhưng gặp thằng này thua không? Thằng này trông có vẻ to này. Trông là nhiều 2 sao quá nhở. Nhưng mà tôi đủ bộ mà, tôi đủ lay up. Đây nó chính là Tứ Cự Ma rồi đấy. Đây nó gọi là tính là Tứ Cự Ma rồi. Ở level 6 đủ bộ luôn. Ờ, được đấy nhở. Nhưng mà bây giờ tôi xin con Fallen lên 2 sao. Ui, con này cũng được. Berserker lên 2 sao, quá ổn. Được đấy. Rồi. Đấy. Con nào lên 2 sao thì Zondo thôi. Quá đơn giản.
Thực ra bọn này lên 2 sao là sẽ là yên tâm. Đấy, còn nếu mà là không lên 2 sao mà nó cứ cặp cặp này này là cũng sẽ có một cái, tôi nghĩ là nó cũng sẽ rất là đáng để mà suy nghĩ về cái vấn đề này đấy. Bởi vì nhiều cặp mà nó không lên được 2 sao ấy, tức là nó gọi là bài hãm ấy, là nó không ra đâu anh em ạ. Tí nữa là nó không ra đâu. Tí nữa có khi roll hết tiền nó không ra được con Fallen Witcher 2 sao thì đúng là xuống hố. Là chuyện này đúng xuống hố luôn. Đấy. Nó cứ phải lên được 2 sao đã rồi mới tính. Đấy, lên được 2 sao, tôi không cần lên 3 sao, tôi vấn đề là nó phải lên 2 sao đã. Thì nó mới là cái bài uy tín anh em ạ. Chứ còn nó không lên thì ui đâu rồi anh em ơi, vừa chửi xong thì nó ra anh em ạ. Ừ được đấy. Được đấy, được đấy. Ui thế này thì nó yên tâm luôn. Bài này thì yên tâm luôn rồi anh em ơi. Thế thì lại mạnh quá nhở. Mạnh quá, thế này thì mạnh quá. Rồi nhưng mà đồ thì sao, BKB được không? Để xem nào, bây giờ tôi lại dồn đồ lại nhá anh em nhá. Đồ lại dồn cho Fallen thôi. Hai con đều là 3 tiền nhưng mà con Fallen thì đương nhiên nó sẽ khỏe hơn là con Berserker rồi. Đấy. Bây giờ tôi thiếu là cái gì? Thiếu là một cái Blink, một cái hai tia. Đấy. Cho Fallen. Chứ này xác định co là Fallen mà. Nên là nó sẽ phải có những cái món đồ trấn phái của Fallen. Blink với cái hai tia này nó là trấn phái rồi. Búa xét thì là bởi vì làm sao? Bởi vì là tôi xác định là tôi đánh chuỗi thắng sớm. Mà nó có cái búa xét thì tôi mới ghép thôi. Chứ còn cái món đồ này thì cũng chỉ dừng lại ở món đồ tím thôi. Chứ còn tí nữa là cũng sẽ không ghép lên món đồ cam đâu. Ok. Đầu game một cái búa xét và kẹp thêm cái bộ 6 Glacier. Con Fallen này nó đánh rất nhanh anh em ạ. Thực ra cái bộ tứ cự ma trong cái giai đoạn mà từ round 5 nhá. Từ round 5 mà đến khoảng round 16 ấy. Đấy, 16 đi. Mà nếu mà lên được Fallen Witcher 2 sao ấy thì chắc là có thể giữ được cái chuỗi thắng đến round 16. Nếu mà kẹp với bộ 4 Glacier, tức là tứ cự ma. Trong cái giai đoạn đấy nếu mà có một cái nhà mà nó có 6 Hunter kẹp đỏ thì may ra còn ăn được thôi. Chứ còn tôi cũng không nghĩ là có những cái bộ nào ăn được cái bộ này đâu. Cái bộ 6 Warrior mà full 2 sao cũng chưa chắc ăn được bộ này. Đấy. Sợ chắc là sợ mỗi cái bộ Hunter thôi. Hunter thì kiểu gì cũng thua. Bởi vì là 6 Hunter thì nói chung là nó là một cái thế lực ở giai đoạn đầu game. Đấy, 6 Hunter. Hoặc là 6 Feather, nếu mà gặp 6 Feather thì cũng hơi sợ. Đấy, còn lại những cái bộ còn lại như là Goblin này, hay là bộ Clyde này, hay là bộ Warrior thì nói chung là không có cái cửa nào ăn được cái bộ này đâu. Kể cả là bộ Beat, nếu mà chưa form đủ 6 Beat thì cũng sẽ không thể ăn được với bộ này của tôi. Trừ khi là có 6 bit. 6 bit nhưng mà cũng phải có co nhá, chứ không phải 6 bit vớ vẩn đâu. 6 bit mà không có co thì cũng chưa chắc ăn được cái bộ này. Rồi nói chung là cái bộ này thì đánh thì nó cũng sẽ dừng lại ở 8 để roll thôi anh em nhá. Nên là chúng ta cứ tích tiền dần thôi chứ đừng có up lên 7 vội anh em ạ. Cứ từ từ. Vì dù sao thì nếu mà anh em muốn up lên 7 ấy, thì anh em nó cũng phải có một cái gì nó kẹp vào. Chứ ở bây giờ là nó không có cái cơ sở gì để up 7 cả. Đấy, mặc dù là tôi cũng đang có chuỗi và có một cái thằng nó cũng đang có chuỗi cộng 8 đấy. Nhưng bây giờ tôi up thêm một con thì tôi lém vào thì nó cũng không có gia tăng được nhiều sức mạnh đâu. Anh em ạ, đã thua thì vẫn thua thôi. Đấy, thắng thì là thắng. Còn nếu mà thua thì cũng chưa chắc là cho thêm một con vào và nó cũng chả có cái tác dụng gì thì nó cũng chưa chắc nó đã ăn được đâu. Đấy, bây giờ tôi cần là gì? Nếu mà bây giờ ấy, ngon nghẻ nhá, cho tôi một con gì nhỉ? Con Shutdown Evil, đúng rồi. Giờ cho Shutdown Evil tôi kích hoạt được Warlock này. Rồi tôi lại kích hoạt được cái trưởng con Shutdown Evil. Nó có khả năng là tung trưởng clear rất khỏe. Đấy, lúc đấy thì cái câu chuyện nó khác. Có khi là chỉ cần kẹp thêm một con 1 sao thôi. Nhưng mà nó cũng đã mạnh rồi. Đấy, chứ còn bây giờ chưa có thì thôi nha anh em nhá. Cứ từ từ, bình tĩnh. Đấy, cứ từ từ thôi là nó sẽ lên được 2 sao. Rồi. Nhưng mà lên 2 sao thì cũng thế thôi. Tôi cũng sẽ không làm gì đâu. Bây giờ tôi cứ để dành tiền thôi. Tầm này level 7 50 tiền, sau đó thì up dần lên 8 rồi roll anh em ạ. Đấy. Đây này, đối thủ nó cũng có một con Fallen Witcher nhưng mà hình như là nó chơi mết thì phải. Nó chơi cái gì ấy, anh em ạ? Kẹp với cả rồng. Kẹp với rồng, kẹp Exorcist. À. Một cái sự kết hợp nó gọi là hay ho giai đoạn đầu game để giữ chuỗi. Đấy, đấy là một cái sự kết hợp hay ho. Nhưng mà hay ho như nào hay ho, nhưng mà nếu mà chưa form được cái đội hình ngon ấy thì nói chung là cũng sẽ bị mất chuỗi sớm thôi. Gặp tôi là cũng sẽ mất chuỗi thôi.
Nhưng mà tôi cũng rất tiếc là tôi cũng khá là đen nhưng mà không gặp được người sớm. Ui đây rồi anh em ơi. Đấy, đây nó sẽ là dấu hiệu lên 7 này. Và nó cũng sẽ là cái dấu hiệu mà có một cái Fallen Witcher lên 3 sao đấy. Ồ nhờ, thế là có 4 con rồi, chỉ còn 5 con nữa thôi. Trong cái giai đoạn là ở round 14 có 4 con, tạm ổn anh em ạ. Tôi hy vọng là nó sẽ lên được 3 sao trước round 25. Đấy, roll ở level 8 thì chỉ xác định là trước round 25 thôi, chứ còn nếu mà sau đấy thì muộn quá, bởi vì là thường thì 21 là người ta đã lên 9 hết rồi. Trong khi đấy chúng ta sẽ phải dừng lại ở level 8 chúng ta roll. Đấy, dừng lại ở level 8 roll mà chả nhẽ lại đến round 25 mà không lên được 3 sao. Thì đen quá. Bình thường có những cái người mà lên 9 roll. Đấy, rồi lên được 3 sao cũng trước round 30. Khoảng round 26 27 là lên được rồi, mà lên 9 đấy nhá. Đấy, còn có những cái người mà roll ở 8 round 19 lên được co 3 sao, co 2 đô 3 sao. Ảo lòi. Thật sự là như thế luôn. Nhưng mà thôi, chúng ta không tính những cái trường hợp mà nó quá may mắn như thế. Chúng ta chơi theo nó gọi là cái chỉ số thông thường thôi anh em nhá. Đây rồi, hai tia đã. Hai tia trước, bờ linh sau đây. Ui, có cả bờ linh luôn, hay quá. Được đấy. Nhưng mà có để dành cái dao không nhỉ? Có để dành cái dao không hay lấy bờ linh luôn? Thực ra lấy bờ linh luôn để lấy chuối, đó là một cái lựa chọn hợp lý thôi. Cũng không có tham gì con dao anh em ạ. Đó là một cái sự lựa chọn rất hợp lý đối với tôi. Bây giờ tôi cứ lấy cái bờ linh này đã, xong rồi gặp thằng kia cắt chuôi cái đã, rồi tính, đúng không? Rồi lên 7 nào. Đấy, bây giờ thêm cái con này là bây giờ lên 7 là ngon này. Đấy, lúc mà chưa có ấy, thì chúng ta không lên, nhưng mà lúc có rồi thì con này nó lại cho vào thì nó lại quá nhiều tác dụng luôn. Sát Down Evil cho vào là vừa có Warlock, lại vừa có một cái lượng đam rất lớn đến từ cái trưởng của nó, cái skin của nó. Khi mà ở đây là kẹp vào 2 demon, đấy, cộng thêm 2 tia. Rất ok. Rồi. Tí nữa lên level 8 tôi lại kẹp thêm được con demon nữa. Quá tuyệt vời anh em ơi. Ui đen nhờ, mãi vẫn chưa gặp cái thằng kia. Lại gặp ngay cái thằng assassin. Gặp thằng assassin này liệu tôi có thể ăn được không? Tôi nghĩ là tôi sẽ ăn được thôi. Với một cái lượng máu nhiều như này. Ok. Rồi. Hay quá. Được đấy nhở. Ui vậy là gặp thằng kia ở round 17, 18, 19 à. Thằng đấy là nó cũng hên đấy chứ. Nó lên 8 với 50 tiền mà nó chưa gặp tôi này. Hên phết nhở anh em nhở. Để lâu là cứ trầu hóa bùn đấy. Không gặp được nó là chết đấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì là nó form là nó sẽ form mết. Anh em phải cảm tưởng như là nó đang form là nó chỉ là kẹp cái con Fallen Witcher vào ấy. Là để là gây đam để lấy chuỗi thôi. Để có chuỗi thôi. Chứ còn thực ra ấy, tí nữa là khi mà nó đủ 6 mét rồi thì nó cũng sẽ vứt con đấy thôi. Ui vẫn chưa gặp ạ. Cay nhờ. Round 17 rồi vẫn chưa gặp. Hên thế chứ lại. Tí nữa mà nó form được 6 mét thì tôi chưa chắc đâu có cửa gì ăn được nó đâu. Khi mà nó tung trưởng một phát là nó dọn hết cả bàn rồi. Chỉ còn một mình Fallen Witcher thì lúc đấy phải đấm nhau với rất nhiều con. Trong đấy có cả Fallen Witcher của địch. Tốt nhất là gặp sớm đi. Thôi tôi sẽ lên 8 dần thôi. Đây, lên 8 dần, lên 8 mới kẹp cái gì vào. Lên 8 thì tôi nghĩ là sẽ thêm một con sát đao nữa. Thêm một con sát đao nữa để kích hoạt được. Ui nó 6 mét rồi này anh em này. Mẹ lên 9 luôn ạ, vãi đái thật. Nó lên 9 luôn mới gọi là vãi đái nha anh em. Tôi mới level 7 nó dí thẳng lên 9 luôn. Xong rồi. 6 mét đánh ở level 9 ăn nổi không nhỉ? Khó đấy, khó đấy. Gặp nó ra ngoài đi, gặp càng sớm càng tốt, để muộn là chết đấy. Ui vẫn chưa gặp, gặp đúng ra 19 ạ. Ui vãi đái. Trận này có thằng, có một thằng nữa cũng chơi tứ cự ma này anh em này. Ôi rồi ôi anh em ơi, nhìn kìa. Thấy không? Anh em thấy không? Glacier kẹp với cả Witcher Demon kìa. Vậy là trận này có hai người chơi tứ cự ma. Ui dã man kìa. Cái bộ này tôi tưởng không ai chơi, thế mà vẫn có người chơi. Ảo thật sự đấy. Rồi, lên 8 rồi. Chúng ta kẹp thêm một con sát đao nữa thôi. Nhưng mà tôi thấy vẫn không ổn anh em ạ. Thôi, tôi nghĩ là phải roll thêm.
Chưa ổn, chưa ổn. Rona anh em ơi, đội hình này chưa thể thắng được đâu. Cần phải thêm một chút. Đây rồi, lên được 2 sao. Như này thắng được chưa nhở? Tôi có cẩn thận quá không nhở? Tôi nghĩ là như này là đủ rồi. Thôi, cứ dừng lại 50 tiền thôi anh em ạ. Tôi nghĩ như này là đủ. Ui, cặp nó này không biết là có ăn được không đây. Tôi có Berlin thì tôi cũng vòng ra đằng sau. Đây rồi, lại đây bạn ơi. Ui, thằng này có sai linh luôn ạ. Vãi đái thật, lên 9 kẹp được con sai linh vào rồi. Ui, nhưng mà tôi vòng được ra sau. Tôi đấm, đau lắm. Đau lắm, bạn ơi. Xin nhá. Ui, lên 950 tiền rồi, sai linh cái này thì cũng bài cũng vãi cứt đấy. Ghê đấy. Thôi, chúng ta cũng luôn ở 8 thôi anh em. Không có ham. Ở 8, ui, có thằng bay màu luôn này. Vãi đái thật, tốc độ trận đấu đẩy nhanh thế. Từ từ nhá, roll tiếp ra nào. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Roll ở 8 thôi. Đây có con ảnh phân nộ vẫn phải mua. 66 tiền, roll tiếp. Thu lần này. Độc trứng. Từ từ đã. Rồi, rồi tôi dừng lại đã. Rao sau roll tiếp anh em ạ. Cứ 50 tiền mà roll thôi. Trận này cố gắng lên 3 sao sớm. Slow ball. Slow ball bọn nó anh em ạ. Ok. Triệu ma pháp à? Triệu ma pháp này ghép cái chiến thánh nữa nhỉ? Chiến thánh luôn không? Hay BKB? Tôi nghĩ là ghép chiến thánh luôn là giữ chuỗi. Rồi roll tiếp thôi anh em, chúng ta dừng lại ở 8 roll anh em nhé. Hai con sắt đao khỏe quá, được đấy. Hay quá nhờ. Rồi, thay con tabu vào. Tabu lên được 2 sao thì thay vào thôi. Khỏe hơn. Rồi ghép đi. Ghép luôn anh em ạ. Ghép luôn để lấy chuỗi. Còn các cái món đồ này thì tôi sẽ lấy cái dao. Tí nữa thì ghép sau. Cướp điên hoặc là gậy như ý thì tính sau anh em nhé. Rồi có hai con sắt đao evil trong cái đội hình thì phải nói là tuyệt vời luôn. Hai con này 2 sao là nó tung trưởng là cực kỳ mạnh luôn nhá anh em nhé. Cứ hai cái xe quạt là chết hết. Đấy. Khỏe chưa? Mày cái thằng Assassin luôn hết tiền ở 7 để kiếm con cáo 2 sao vẫn không ăn được tôi. Ờ. Cá lông à? Không, không chơi. Cá lông không chơi anh em nhá. Quá, trận đấu này tôi lùi một phát tất cả bọn này lên 3 sao luôn. Chỉ chơi ở level 8 thôi. Chơi cái bộ này nó cũng giống như là cái bộ Clyde chơi ở level 9 ấy anh em. God Clyde chơi ở level 9 đủ bộ. Thì cái bộ tứ cử ma này chỉ cần chơi ở level 8 là đủ bộ rồi. Anh em ạ, tứ cử ma level 8 nó đủ bộ rồi mà. Tí nữa lên 3 sao, full 3 sao rồi kẹp kẹp cái bọn bọn Witcher vào đấy. 4 Witcher kết hợp với cả 4 Glacier là ở level 8. 4 Witcher, 4 Glacier ở level 8. Đấy, lên level 9 thì chúng ta sẽ kẹp thêm được một cái con sắt đao vào. Sắt đao Evil 3 sao vào đấy. Thế là bây giờ tôi roll, khi nào 3 sao tôi up lên 9 luôn. Thế nó là hợp lý. Bây giờ cứ 3 sao up 9, thế thôi. Còn nếu mà chưa 3 sao thì chúng ta vẫn ở 8 như là roll. Trong lúc roll cái con Fallen thì roll luôn hai con còn lại luôn nha anh em nhá. Roll thêm Berserker và roll thêm Evil lên 3 sao. Đây này anh em này, đây cũng là tứ cự ma này. Hai thằng tứ cự ma anh em ạ. Hai thằng tứ cự ma. Ok. Nhưng mà thằng này nó chơi ở 7 cơ. Ờ, nó lại roll ở 7 cơ. Roll ở 7 là làm sao lại roll ở 7? Roll ở 7 là đưa thêm cái con Tabu Witcher lên 3 sao nữa. Nếu mà muốn chơi kiểu Tabu Witcher 3 sao thì phải roll ở 7. Đấy, còn up 8 thì là sẽ không roll Tabu. Rồi. Trận này tôi thật với anh em chơi cái bộ bộ 6 đá cũng khỏe phết đấy anh em ạ. Trận này ra được cái con tử 10 đấy, cái con Light Spirit mà tôi lại còn ra được cả con Calong nữa. Chơi 6 đá kẹp Calong tuyệt vời luôn, nhưng mà thôi. Trận này là hứa với anh em Vũ Trọng hay là sẽ làm cái một cái trận đấu bùng nổ. Đấy, một cái trận đấu thật sự là bùng nổ. Ui, tôi cũng đang thấy bùng nổ. Tôi cũng đang thấy khá là bùng nổ đấy. Đấy, 14 trận thắng liên tiếp vẫn chưa thằng nào cắt được chuỗi. Ôi giời, mà thậm chí là tôi vừa đấy tôi còn cắt
chuỗi của một thằng đang có chuỗi rất to. Tôi cũng sắp lên được con Fallen 3 sao rồi anh em ạ. Lên trước round 25 thì bọn này xác định chết hết. Ui, thằng này nó chuyển từ mết, nó chuyển sang Assassin Feather này. Wow, căng nhờ, căng đấy. Thằng này vừa lấy là nó kẹp, nó ra được con Sailing. Thế là nó chuyển một phát sang 6 Feather, kẹp Assassin luôn. Chơi được đấy nhờ. Nãy là nó định có ý đồ chơi mết rồi đấy. Xong thế nào nó lại ra là con Sailing, thế là nó quay xe. Được, chơi hay phết. Rồi bây giờ roll tiếp nha anh em nhá. Grim này. Thôi dừng lại đã anh em ạ. Chúng ta không cần một con sao đi vô lên 3 sao đâu. Rồi lóc lại, rao sau luôn tiếp. Rao này mà khô máu thì nó sẽ tụt rất nhiều tiền. Nên là chúng ta sẽ để dành cho cái con Grim ở rao sau chúng ta mua anh em nhá. Ôi mà rao sau là rao sau là rao quái anh em ạ. Rao sau là rao quái, liệu rằng là rao quái đấy thì chúng ta lại coi như là chúng ta khóa một rao nữa à? Không, khóa một rao nữa à? Chà, hay rao sau đẩy luôn Fallen lên 3 sao luôn nhỉ? Tôi nghĩ là rao sau đẩy Fallen lên 3 sao luôn. Trận này vãi đái thật, nhiều thằng chơi Goblin thế. Nhưng mà Goblin xuống hố bạn ơi. Ui, trận này Goblin xuống hố hết. Anh em ạ, à, trận này chưa kịp phong Goblin thì chắc chết hết rồi. Thôi, roll luôn. Không lóc nào nữa đâu. Roll luôn nhá, Fallen với trời. Ui rồi anh em ơi, về nhiều thế. Chứ đúng bài độ rồi. Đây đúng là cháu nhà phát hành, con nhà phát triển rồi. Trời ơi, đúng rồi, chân mệnh thiên tử nó rơi vào cái trận đấu này. Cái tầm chân mệnh thiên tử rồi anh em ơi. Roll phát nào ra phát đấy. Dã man thật sự. Thôi, trận đấu này chắc chắn là của tôi rồi. Sinh ra là của tôi luôn. Berserker lên 3 sao. Quá tuyệt vời. Ui rồi, Fallen Witcher lên 3 sao luôn. Trời ơi. Đấy là chưa kể tôi chưa tính đến một con chúa quỷ ở đây. Dã man thật sự. Bây giờ lên 9. Lên 9 là chúng ta có thể kẹp vào là vứt một con Glacier kẹp vào. Đủ bộ luôn. Witcher 4 Witcher. Bởi Witcher đủ luôn. Lúc đấy thì con Berserker 3 sao nó sẽ gây sát thương thuần. Rồi. Dã man thật sự. Bài này mạnh quá rồi. Có thằng vừa sang soi nhưng mà tôi nghĩ là cái việc sang soi này nó cũng chỉ là để biết xem là bao giờ đến được mình. Bao giờ tới được mình. Thế thôi chứ còn làm gì có cái cửa. Bây giờ tí tâm này lên được hai con 3 sao 3 đô. Ui lại ra được phong đủ bài. Ra được cái con chúa quỷ là cái con mà đó là cái con quan trọng nhất từ cái bộ này. Thế thì nó đỡ thế nào được? Đỡ cái kiểu gì bạn ơi? Ui giời ơi. Đấy anh em thấy không này, anh em nhìn này. Căng chưa? Bây giờ tôi lên thêm một level nữa là tôi kẹp được vào là Witcher 4 Witcher. Đấy. Tạm thời tôi chưa có up level được. Bởi vì là tôi vừa lấy tôi roll hết tiền rồi. Tôi chưa thể lên 9 được. Nhưng mà một level nữa thôi là tôi sẽ có 4 Witcher. Thì cái lúc đấy thì nói chung là các bạn quỳ xuống hết. 4 Witcher rồi, 4 Witcher, 4 Glacier kẹp với cả chúa quỷ ở đây. Chuyển toàn bộ cái sát thương sang sát thương thuần. Đấy, cộng đam rất to. Thế thì cái bọn này nó đơi kiểu gì anh em ơi, beat này. Ui giời ơi. Beat Glacier còn chưa form đủ bộ thì cũng sẽ bay màu thôi. Đánh ở level 9 các bạn ơi. Chưa kịp lên 9 nó bay màu rồi. Quá căng anh em ạ. Cái tầm này tôi đang có một cái suy nghĩ là không biết là có nên là up 90 hay là chúng ta vẫn ở lại chúng ta roll nốt cái con Shutdown Evil với cả cái con Doctor lên 3 sao đã. Rồi chúng ta mới up cấp. Đấy, chứ up lên 9 thì lại khó roll. Rồi ok, ui rồi, đồ lại còn cứ sang bên này thôi. Đồ cứ rơi sang. Được quá nhờ. Chuẩn đấy, chơi chọn đội hình nó đây là gọi là đúng là chọn cái đúng cái nền văn minh. Thôi chết rồi anh em ơi. Chọn đúng nền văn minh rồi anh em ạ. Chọn đúng nền văn minh rồi, thằng nào đỡ được đây. Khó cho các bạn. Quá khó cho các bạn. Dạ hoàn thật sự. Được quả chọn đúng nền văn minh. Một cái là tôi nói thật với anh em là tôi không cần biết là đối thủ trình độ là như thế nào. Đấy. Đội hình là ra sao, xếp bài như nào tôi không cần quan tâm nữa rồi. Tôi thật với em không cần quan tâm nhá. Cái tầm này thì đây giỏi sang đây. Ai sang đây ngó đi. Rất nhiều thằng sang đây ngó để định xếp bài counter với Antoi đấy. Thằng này gì, có phải không? Thằng nào vừa ngó nhỉ, tôi cũng không quan tâm lắm. Ôi,
Cứ tưởng chết ạ. Cứ tưởng là vô lần chết, nhưng mà quả lia dìu ở Berserker đã coi như là chứng minh là không bao giờ có thể chết. Ui đây rồi, thôi anh em ơi. Lên 9 thôi anh em ạ. Lên 9 thôi. Còn một con thì tôi nghĩ là từ bây giờ đến hết game thế nào mà nó chả lên được 3 sao. Không có gì mà phải roll tiếp cả. Lên 9 luôn. Đấy. Thêm một con này vào là thêm Warlock. Khỏe lắm. Chúng ta có thêm Warlock ở trong đội hình. Quá khỏe rồi anh em ạ. Warlock hay là cho 4 Witcher thì mạnh hơn nhỉ? Hay là cho 4 Witcher vào mạnh hơn không? Tôi đang có một cái đắn đo nếu mà cho Warlock vào hay cho 4 Witcher. 4 Witcher thì biến tất cả thành sát thương thuần. Nhưng mà không có Warlock. Thực ra để cái con Warlock này vào nó có một cái trưởng của nó ấy. Nó cũng clear mạnh cơ. Cái trưởng của con sắt đao này khi mà nó kích hoạt mà nó có nhiều demon ở trong ấy. Đấy em thấy không? Một tia nó bắn ra nhiều, gây đam to lắm. Một xoài quạt đã đam đã to hơn cả Fallen Witcher rồi cơ kìa. Khỏe lắm anh em. Khỏe lắm. Đấy, một xoài quạt thôi là đã to hơn Fallen Witcher rồi. Thế thì tội gì mà phải thay 4 Witcher vào làm gì? Đúng không? Cái quả này tôi nghĩ là lại roll thôi chứ còn làm gì nữa đâu. Roll tiếp nào. Ui rồi anh em ơi, tôi 100% máu đến hết game. Ui mà tiếc quá anh em ạ. Tôi phải lấy làm rất là tiếc khi mà tôi đã bị lọt mất mấy con. Đấy, tôi đã bị lọt mất 5 điểm máu rồi. Chứ còn nếu không thì tôi cũng sẽ đủ đấy. Đấy, tôi nghĩ là tôi cũng sẽ 100% máu đến hết game thôi. Chứ dã man quá anh em ạ. Đúng là cái kiểu mà đấy, mình nói chung là mình thì cũng nhiều lúc cũng muốn chơi game. Phải nói thật là như thế, chơi game để giải trí mà. Nên nhiều khi là cũng muốn chơi. Nhưng mà đấy, anh em thấy cũng có những cái trận là cũng có được chơi đâu. Khổ, máy nó chơi tôi. Có những cái trận đấu là máy nó chơi chứ có được chơi đâu. Đấy, thôi được rồi, thôi. Dã man thật sự, với những cái trận đấu này tôi nói thật với anh em, rank queen hay là rank top server thì đối với tôi thì nó cũng chỉ là coi như là computer hết rồi. Quá dã man luôn anh em ạ. Trận đấu sướng thật. Trời. Chả phải làm gì. Đội hình nó quá mạnh rồi. Đến cái tầm mà trước ra 30 mà full bộ đấy, ra được cái con chúa quỷ này. Nhiều ông là khát khao có được cái con này lắm, để kích hoạt đủ bộ. Chưa tính là tôi còn có hai con co lên được 3 sao. 3 con co luôn lên được 3 sao. Thì thôi, cái trận đấu này nói với anh em từ vừa nãy rồi mà. Bây giờ nó chỉ là những cái bước thủ tục để tôi kết thúc cái trận đấu này thôi. Ngoài ra thì cũng để cho anh em Vũ Trọng Hay có thể chứng kiến cái bộ tứ cự ma nó hồi sinh trở lại, nó mạnh mẽ là như thế nào. Đấy. Thế thôi. Tôi nghĩ là cái tầm này thì tôi chả phải làm gì. Tôi cứ để đấy thôi. Thế là cũng xong rồi, xong game rồi. Game quá đơn giản luôn ấy. Thật. Với cái trận đấu mà xanh như này, đối thủ không có cái cửa gì và lật được luôn. Mà trận đấu này nó lại đen cho những cái thằng còn lại ấy. Là anh em hiểu tại sao. Là có tới hai thằng xanh. Đấy, tôi cái thằng 9 feather nó xanh nữa. Nên là bọn còn lại nó bị đẩy ác quá. Không có cái cửa thắng để mà có tiền ấy. Rồi tôi lấy cướp điên thôi. À không, 9 feather đúng không? Từ từ nha. 9 feather vẫn lấy cướp điên. Không sao hết. Vẫn lấy cướp điên anh em ạ. Chả có cái vấn đề gì. Ghép cái gậy gai rồi, tí nữa thế nào mà nó trả ra được cái gậy như ý, anh em cứ yên tâm. Rồi sẽ có thằng chết nó sẽ rơi sang thôi. Đánh với 9 phe giờ vẫn vô tư. Bởi vì làm sao, anh em nên nhớ là tôi có cái con sắt đao ở đây. Con sắt đao ấy là nó có khả năng clear rất khỏe, anh em nhá. Clear cái bọn phe giờ rất khỏe, yên tâm. Chỉ cần một xoài quạt thôi là gần như là bay màu hết rồi. Đấy, còn một con co của đối thủ thì tôi sẽ đóng vai trò là đấm coi như là 10 xí 1 thì chẳng chột thì cũng què thôi. Thế đó. Chưa kể là Berserker cũng có khả năng clear. Đấy, bây giờ 9 Warrior có cái cửa gì đâu anh em ơi. Đùa, 9 Warrior cái tầm này đánh mềm như bún luôn. Ui anh em thấy không? Mềm như bún luôn, làm gì có cái cửa gì mà ăn được. Khổ. Đấy, rồi cũng sẽ tự lên 3 sao, tôi bảo rồi mà. Trận đấu này nó là cái trận đấu mà được nhà phát hành độ. Đấy, hay là có thể nói một cách thân thương hơn, đấy là
Nhà phát hành sau bao nhiêu năm thì đã tìm được ra tôi. Chính là cái người cháu thất lạc. Ôi, trận đấu dã man thật. Lâu lắm rồi mà có trận đấu như này đấy anh em ạ. Rõ ràng là chắc là cũng phải nhân phẩm như nào thì mới có được cái quả như này. Có khi là sơ ra được một cái trận đấu như này là đang, tôi nghĩ là đang trong cái giai đoạn mà kênh ấy đang có nhiều anh em yêu quý đấy, donate cho hàng ngày. Sau cái trận đấu này khả năng anh em là anh em sẽ không donate cho tôi nữa. Khả năng cao như thế anh em ạ. Dã man thật sự. Ui ôi, hiện tại thì cứ mỗi ngày 2-3 anh em donate, tự nhiên ngày mai xong rồi không có ai donate. Đấy, xong rồi lại còn anh em lại còn bảo là cái gì nhỉ? Lý do là đen tình đỏ bạc. Thế thì ôi. Ui, cái gì đấy? Ôi, có phương lần có chờ tôi đâu rồi? Ơ. Ui rồi ôi, mẹ mải nói không để ý chả hiểu sao bay màu được cái con vô lần Witcher. Lạ thật đấy, tôi cứ tưởng là tôi phải giữ được cái chuỗi đấy đến hết game chứ. Sao lại à, mẹ nó xếp cái lỗ kia chắc Berlin vào lỗ chết đúng không? Ghép cái giáp phản. Ok, ghép cái giáp phản. Berlin vào phản lại. Hợp lý anh em ạ. Từ từ nhá. Bắt con này, bắt con này, bắt con này. Ui đồ thế giới thế, cấp điên rồi còn Kira cơ à. Kẹp Kira. Càng đấy, từ từ bình tĩnh bạn ơi. Đây, round này là phải lựa lựa để bắt nó. Ok bạn ơi, ui nó cũng lé luôn anh em ạ. À, khôn đấy, nó biết lé để nó tránh cái việc là tôi ăn cái con sailing của nó. Càng đấy. Đánh rất khôn. Ơ ờ, nhưng mà khôn như nào? Khôn như nào? Ui. Khôn như nào? Giời ơi, may mắn đấy bạn ơi. Được một round. Ồ. Không có cái lần hai đâu. Ù, sợ thế. Thị uy à? Ờ, à, thị uy với tôi à? Đánh rắn đâm cỏ đúng không? lướt sang hai bên để làm cho tôi sợ đúng không? Ồ, không đâu bạn ơi. Lần này sẽ tỉnh táo hơn, sẽ swap nó. Cứ bình tĩnh. Dây cuối nha anh em nha. Từ từ rồi. Để xem là nó chuyển cái vị trí như nào. Thằng này khôn đấy. Ơ, nó đéo chuyển luôn anh em ạ. Trời ơi, cay đấy nhở. Tôi này cứ như tính trước đối thủ, tôi dự đoán là nó sẽ kéo xuống phía dưới. Ai ngờ mẹ nó lại không chuyển ở cái nào vừa rồi. Ôi rồi hack lão thế. Nhưng mà tôi vẫn thắng. Rõ ràng cái round trước ông nhảy. Nếu round tiếp theo thì ông lại không làm gì cả. Làm cho tôi hết hồn quá anh em ơi. Thôi rồi không sao. Để biết được là đối thủ là vẫn có khả năng là sẽ chuyển, sẽ lừa. Nhưng mà đứng về cái độ gọi là sức mạnh của đội hình thì đội hình của tôi mạnh hơn nhiều anh em ạ. Bây giờ chúa quỷ 2 sao nhá. Sau đó thì anh em cũng biết là sẽ có, sắp tới sẽ có cái chống lé gậy như ý. Thế thì cái bọn 9 lé này nó thực ra là nó cũng không có cửa. Tôi phải nói thật như thế. Bây giờ bảo cái sức mạnh của cái việc là clear đội hình thì rõ ràng đội hình của tôi cũng không phải là cái đội hình mà nó chậm cái vấn đề về clear. Đấy. Có rất nhiều những cái đòn đánh AoE ở đây. Đòn đánh AoE đến từ vị trí của Evil. Bắn ra 21 cái tia trưởng. Anh em cũng có thể thấy là 21 cái tia trưởng bắn rất mạnh. Đòn đánh từ vị trí của con Berserker cũng có thể clear được rất là dễ dàng. Với những cái cú lia dìu ở đây, đó là đam thuần, thì sát thương của nó sẽ rất to. Đấy, chúa quỷ cũng chém lan. Đấy, rồi combo có thể là Grim combo với cả lọc cọc. Thậm chí là ở đây là các Fallen Witcher của tôi, nó cũng có cái 3 tia để nó có thể đánh được. Đấy, 2 tia, sorry anh em. Đấy, nó có thể đánh được 2 tia, 2 đường, đam rất to. Vậy thì là cái clear của tôi thì đâu có thiếu đâu. Đấy, còn nó thì làm sao? Nó thì clear của nó thì thực ra có mỗi con TA thôi. Con TA mà nó bị khóa như này, thì có lẽ là trò chơi nó sẽ kết thúc. Ừ, rất có thể. Clear nhanh chưa anh em thấy không? Cái con đấy nó xoay quạt. Ui, nhiều máu lắm anh em ạ.
Ui giời ơi anh em ơi, tôi nói có sai đâu. Chỉ cần khóa cái con đó vào, khóa châm manh vào, khóa sai linh vào, khóa TA vào là coi như là bay màu luôn. 24 màu anh em ạ. Cái lượng clear ấy, cái lượng đam đến từ vị trí con Evil nó quá to. Evil rồi thì Berserker. Nó làm cho đối thủ như là chết một cách tức tưởi luôn. Rồi và xin được chúc mừng sinh nhật anh em Vũ Trọng Hay nhá. Cũng xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video đến cái giờ phút này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em thấy hay lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi chơi cái bộ này, cái bộ 4 cái con Witcher kết hợp với cả Glacier, nhưng mà là 6 Glacier cơ anh em ạ. Một cái bộ tối thượng anh em nhá. Đánh ở 12 con cơ. Đó là một cái trận đấu rất hay và cái đội hình cũng rất khó để xây dựng. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi kết hợp 4 Witcher kết hợp với cả cái bộ 6 Warlock, giống như đối thủ, một trong những cái đối thủ chơi ở trong cái trận đấu này của tôi. Và ở trận đấu đó tôi dồn toàn bộ đồ cho con Velomancer lên 3 sao, rất khỏe. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!